Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì kênh hướng dẫn cách lên đồ phù hiệu và ngọc của tất cả các vị tướng liên quân. Thì trong thời gian vừa qua thì anh em đang rất muốn chơi vị tướng Ngộ Không, nhưng mà chưa biết cách lên đồ phù hiệu và ngọc của vị tướng Ngộ Không trong cái mùa mới này nó như thế nào để mạnh nhất. Thì clip này mình sẽ chia sẻ cho anh em biết đấy, một cách chi tiết rõ ràng nhất cho anh em biết nha. Đấy. Thì cái skin Murad siêu việt 2.0 này anh em thấy có đẹp không ạ? Mình thì thấy nó không có đẹp mà nó quá đẹp đi. Đấy, thì nó nhìn nó màu vàng rất là đẹp anh em ạ. Đấy, thì cái ạc bé nén này của mình á thì nó sẽ rất là nhiều skin đẹp nha anh em. Đấy, thì mình sẽ hay làm clip về cái ạc này và một cái ạc 5 sao. Đấy, thì những cái ạc này là những cái ạc chính của mình. Thì ạc bé nén này là cũng của là một người bạn của mình thôi, nhưng mà thì cũng như là mình mượn mình chơi, nhưng mà mình coi nó là chính luôn đi. Cái này gọi là vớ được của ngon đồng thời bỏ túi nữa mà. Hãy nói vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ chơi cho anh em biết được cái tại sao nó mạnh. Đấy. Thì đối với Ngộ Không á, thì anh em khoan. À chạy đi đâu hả bạn ơi? Cái đường giữa này thằng Ari nó lên nó múc hết cái bè lính rồi anh em ạ. Thì Ngộ Không á, thì anh em biết cái nội tại của Ngộ Không là cái nội tại là vô địch thiên hạ nha anh em. Bây giờ mình qua mình cẩu cái Ari quýnh lộn đi bạn ơi. Bạn quýnh lộn đi bạn ơi. Mình ra mình đập què vào mày ha Ari. Ui xùi ui nó chạy kia anh em. Mày ha Ari. Ui xùi ui cây chén nha. Và đó mình búa hai cái nhưng mà vẫn không chết được bạn Ari anh em ạ. Vẫn không gây được lượng sát thương nhiều cho vị tướng Ari. Bởi vì vị tướng Ari rất là cơ động và có chiêu cuối là chiêu cuối bút gióp rất là nhiều nha anh em. Hãy thì trên kia thì bạn Murad bạn đang quýnh lộn trên đó, thì mình tiện cái đường này mình công tác luôn cái bụi xanh này đó hả. Bụi xanh hả mày? Nãy bụi xanh xong thì tớ làm gì thì quất luôn cái này chứ mình ăn ít nó kêu hôi long anh em ạ. Ây da, thật là gũ quá đi đâu mà. Ây da, ui dù, ui. Chưa có đam anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ nói được cái nội tại của vị tướng Ngộ Không. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em biết nha. Thì nội tại của Ngộ Không là mỗi lần Ngộ Không tung một chi tức thì đòn đánh thường tiếp theo của hắn sẽ được cường quá là 360 cộng với 100% công vật lý nha nè. Mày hả Alex, nằm im râu liền. Chạy ngon quá đời nhau à. Ê, rồng, đừng giỡn bạn ơi. Đừng giỡn mà, để mình về mình đi farm một tí bạn ơi. Đấy, thì khi mà anh em dùng cái một cái chi thức nào đó thì lập tức là Ngộ Không nó đánh thường nên nó sẽ gây upshot liền nha anh em. Và nó đặc biệt là Ngộ Không nó sẽ sở hữu sẵn là 12% tỷ lệ chí mạng. Đấy, bởi vì vậy nên là anh em sẽ lên cái đồ chí mạng và ngọc chí mạng cho vị tướng Ngộ Không này. Thì bản ngọc thì mình sẽ chia sẻ chi tiết cách gắn ngọc ở cuối clip, ở 2 phút cuối clip. Thì anh em cứ xem hết cái clip này, ở phần cuối clip mình sẽ chia sẻ cái cách gắn ngọc chi tiết cho anh em. Còn bây giờ mình đang nói về cái nội tại và cái cách đánh của vị tướng Ngộ Không và cái combo của Ngộ Không như thế nào. Bây giờ thì cái combo thì anh em sẽ nên nâng mát chiêu 2 nha anh em, bởi vì chiêu 2 là cái chiêu mà gây sát thương nhiều nhất. Bây giờ mình sẽ lên mình đi ganh. Mình đập bụi chờ thằng nó tụi nó giao tranh rồi thì mình sẽ đi ganh nha anh em. Hai anh em thấy không? Mình sẽ núp đây. Ari. Ari nè. Ari nè, hồi nãy bạn chạy được chứ bây giờ bạn chạy được nữa tôi cùi nè. Tôi nè. Tôi nè. Ari nè, hãy chạy đi. Nãy bạn ở dưới kia bạn lên bạn ganh được, bạn chạy được chứ bây giờ đây bạn ganh ai? Bạn định lên bạn ganh à? Bỏ đường đi ganh à? Hãy thì quy của mình nó làm thịt cái con bùa xanh trong kia rồi anh em ạ. Ui giời. Cho mình xin nha bạn ơi. Chào mình xin nha bạn ơi. Cười vui vẻ mà. Vỗ tay cho bạn Quy cái gì đó hả? Cảm ơn bạn Quy rất là nhiều. Ủa mình cũng đâu ăn được đâu ta. Ây da da. Ý da da. Ui dùi nó làm mất anh ta. Rút bóng rồi anh em ạ. Murad nó rút bóng rồi. Ê làm gì vậy? Murad làm gì vậy? Ui dùi không về không chịu về. Bạn đứng đó bạn. Cà khịa à. Hãy giết được 3 mạng rồi anh em. Murad cái tội Murad nó cà khịa nên là nó sẽ chết. Bây giờ mình đi ganh cái thằng ui dùi tộc biến ghê vậy bạn ơi. Sao bạn lanh dữ vậy, chơi vậy ai chơi cho lại đúng không? Mình đi xuống mình ganh nhưng mà bạn ấy đã tộc biến chạy rồi anh em ạ. Này thì mình sang trồng cho team nha.
sau cái chiêu thức thứ nhất của Ngộ Không á, thì cái là ẩn thân thuật, thì Ngộ Không sẽ lập tức tiến vào trạng thái tầng hình và đồng thời là tăng tốc chạy nha nè. Anh này thấy không? Nó sẽ tăng tốc chạy. Thì chiêu 1 của Ngộ Không là tầng hình. Nãy thì mình sẽ soạn sẵn những cái cách lên đồ á, thì anh em như là như thế này này. Anh em lên cái một cái mảnh kiếm đi rừng, xong lên chiếc dài, rồi sau đó là anh em lên bốn cái cái giống như cái găng tay á, có tỷ lệ chí mạng là 12% á, anh em lên bốn cái luôn. Mày hả bụi? Mày hả? Chạy đâu? Chạy đi đâu, có chết không hả bạn ơi? Hãy tầng hình chạy tuốt. Đấy anh em thấy không? Mình búa thằng ngó sắp mặt là liền. Ê thôi bạn, từ từ mà. Có gì đâu mà dỗ mà vàng. Mình giúp phải đá mà quần phải dây. Đấy, thì sau khi mình ăn được cái mạng của bạn Lavi thì mình sẽ vô trong rừng mình đi farm tiếp thôi anh em ạ. Còn cái chiêu thứ hai của Ngộ Không đó là cái căn đẩu văn nha nè. Thì Ngộ Không sẽ cường qua bản thân giúp là tan 100 giáp cùng là giáp phép. Đấy, lướt về phía trước là sẵn sàng là đại chiến 500 hiệp đó hả? Úi dùi, cái bài lính dưới kia khá là nhiều. Đấy, thì anh em sẽ nhìn thấy những cái bài lính nhiều như vậy là anh em di chuyển xuống để ăn lính nha. Đấy, thì cái đây là mình ăn lính với, giúp cho bạn Quy đó hả? Đấy, chắc Quy nó cay lắm anh em. Nó cay ăn hết lính của nó nữa. Đấy, bây giờ mình tiếp tục mình đi ganh cái thằng Array này. Array này. Ui dùi ui. Cay thế nhờ. Đấy, anh em thấy không? Ui dùi. Ê thao bạn, mình xin lỗi. Ui dùi, may không gần chết luôn anh em ạ. Pha đó thì mình dùng chiêu cuối xong thì bạn Ray bắn chơi bắn lũi vào trong cái bụi nên là mình bị mất tầm nha anh em. Mất tầm nên mình không đập được cái pha đó, chứ mình đập được cái pha đó thì Ray nó cầm cái CV nó đi đầu thai với anh Jim Văn Vương liền á. Chết bạn Ray rồi, đúng rồi, hay lắm. Thì bây giờ mình sẽ lên cái thanh kiếm trước nha nè. Thì cái thanh kiếm là một cái món không thể thiếu đối với vị tướng Ngộ Không này. Sau khi lên thanh kiếm thì anh em sẽ lên cái song đao bảo táp để anh em đánh nó nhanh hơn và cái lượng sát thương của cái tỷ lệ chí mạng nó tăng lên. Núp bờ núp bụi thôi anh em ạ, núp lùm thằng trưởng thôi. Đấy, thì chờ những cái thằng mẫu giấy mà nó đi ngang qua đây là mình búa cái đầu nó liền. Đó, ví dụ như này nè, thấy không? Ê, dùi ui, đang thế. Mình vừa phóng ra thì có bị ăn ngay cái chiêu cuối của bạn Lavi, bị choáng anh em ạ. Nên là mình không giết được cái bạn Alex của team bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ núp đây, chờ tụi nó lên nó quýnh một con cầu một tí. Mày hủi, chạy. Em xin lỗi mấy anh nha. Ê, Ari. Bạn Ari, bạn làm gì vậy ta? Mình sẽ núp đây luôn nha. Có thằng nào mà đi ngang thì nó mình sẽ cẩu nó liền, chặt cái cản nó liền. Hãy cướp luôn cái bụi xanh nhà nó. Chắc chắn là team bạn nó sẽ không ra rồi anh em ạ. Bởi vì team mình đang đứng ở đây khá là đông. Chả thấy thằng nào ra. Thôi thì mình sẽ di chuyển dưới để mình đẩy cái bài lính dưới nha anh em. Hãy chứ mình đứng miết một chỗ thì mình sẽ thọt vàng nha anh em. Hãy thì khi mà không có giao tranh á, mà giao tranh á, ui xùi, vừa nói không có giao tranh thì tên kia tụi nó quýnh y xèo luôn anh em ạ. Khổ vậy chứ, khổ là cái nỗi mà đi lẻ mà đi quýnh đau đơn là nó vậy ra nè. Nó không có cái sự an ý. Đấy, ví dụ như cái pha đó là mình lưu về thì tên mình nó sẽ lưu về. Nhưng mà đây là mình quýnh đơn nên mình trả được chắc với mấy bạn đó. Nên là khi mà mình về thì mấy bạn đó còn lên đánh. Không sao, chết có một mạng mà có gì đâu, căng tí nữa là chết thêm nữa chứ gì đâu mà. Ai à, chết một mạng là quá, ai dám chết mạng nữa. Mấy bạn mình nó hay nói vậy đó anh em ạ. Đấy, thì cái lượng tiền của mình khá là nhiều nha anh em, bởi vì mình đi ganh 4 mạng và chưa chết mạng nào. Đấy, cái mấy bạn này cứ hay đánh đường giữa, bởi vì khi mà anh em đánh đường giữa như vậy á, mà có tên bạn có những vị tướng như là cái bạn manga thì khó mà đẩy lính lên lắm, nên mình sẽ đi đẩy hai đường này cho lính nó câu lên và nó chia cái lực lượng của tên bọn ra. Đấy, đó là những cái mẹo khi mà anh em đánh đi đấu đơn nha. Đấy, thì mà anh em sẽ tách ra để đi lẻ và đẩy hai cái trụ. Chứ tất nhiên là khi mà anh em tập trung vào đường giữa là tên bạn có bạn Alice với bạn manga thì không thể nào đập cái trụ đó được rồi anh em ạ. Mình sẽ núp đây, mình chơi lên đây luôn. Ui dùi ui, lại tộc biên làm gì dưới bay. Ê thôi mà ra đây làm gì bạn ơi, búa hai búa cái há họng liền.
Đấy, tại này thấy không? Thằng Maga nó đi ra nó ganh mình nhưng mà mình đập làm há họng liền, đập là há họng liền. Từng tỷ nè, ấy lướt ra đã cái trụ nó bán nha anh em. Cái trụ nó đang bán mình và lính mình chưa có nên mình sẽ lui ra chứ pha đó mình không ham ăn. Bởi vì khi đó là mình đang giết được 6 mạng rồi mà tên bạn nó kết thúc thì nó sẽ lên vàng rất là nhiều. Đấy. Tùy trường hợp là bất khả kháng anh em không chạy được thôi, chứ mà chạy được à, mù gót nè, chạy đâu rồi, chạy đâu thôi, tay. Úi giời ơi, tên bạn đông dữ vậy. Quýnh mà chơi quýnh hội đồng, chơi lạ kỳ, quýnh solo chứ chơi hội đồng. Alex khó mà gai chí mạng mà nó để nó chết trong một cái vòng combo lắm anh em ạ. Những vị tướng như mà Manga rồi à, thằng Lavi đó ra mình chỉ cần gõ nhẹ lên cái đầu nó là nó kêu á. Này thằng Lavi bây giờ mình sẽ khử thằng Lavi cho nè. Ra đi bạn ơi, ra đi. Ui giời, nó không ra. Ai mình vòng phía sau mà mình chơi mày luôn, khô máu mày luôn. Ui giời, lại trụ bán anh em à. Cây thiên à. Ai thì bình luận vui bừa cho anh em xem cho đỡ buồn nha. Anh em đừng cứ nói là mình bình luận nó hơi bị nhõm. Ai thì nói chung là mình kỹ năng bình luận mình cũng chưa được cao siêu lắm đâu. Ai thì mình sẽ đẩy hai cái đường lính này lên cho nó cao lên nha anh em. Ai team mình nó hay đánh đường giữa anh em ạ, và nó cũng đẩy được cái đường giữa rồi. Ai trong khi đó là mình hay dòng đường hai cánh để mình đẩy hai cánh này lên. Ai sẽ đập cái trụ này luôn. Sau khi đập cái trụ này luôn thì mình xuống dưới kia mình quất luôn cái đường dưới này lên cho nó đủ ba đường luôn, cho nó trở thành cái sân bay tăng sân nhất anh em ạ. Hãy mình di chuyển dưới nha nè, di chuyển dưới. Bây giờ mình sẽ di chuyển dưới để mình đẩy lính lên. Hay thì mình quất cái bùa đỏ nha, mình để chống đối ra. Đấy, chi mạng nó lên tới 4.800 rồi nha nè. Chi mạng hiện tại là 4.800 rồi. Hải lượng chi mạng của mình khá là nhiều. Qua mình lượng cái bùa xanh nữa, sau đó là mình sẽ đi xuống cái đường dưới mà đập luôn cho cái đường kia nó trở thành cái sân bay tân sân nhất. Cái giai đoạn này thì team mình nó ép lên rồi, bây giờ mình cứ đi đường giữa. Ui xùi, ngủ không tới đây. Ngủ không tới đây anh em đó hả? Ui xùi, có bạn nào chết đâu? Một phát nữa nè, thần thánh rồi anh em ạ. Đấy, Alex nó nằm sấp mặt lờ rồi, nó đi đầu thai với anh Diêm Viên Vương rồi. Anh Diêm Viên Vương hỏi tại sao chết, ngủ không nó quýnh sấp mặt lờ anh em ạ. Đấy, một combo là một mạng. À, Murat làm gì vậy? Biết chờ chết luôn. Đấy, Murat bây giờ nó bế tắc rồi nè. Murat mà off vào tâm tới nhà rồi là nó bế tắc thôi, nhưng nó không đánh được nha anh em. Đấy, khi mà anh em cầm Murat là nó như vậy đó. Nó cực như vậy ạ. Hãy thì bây giờ mình sẽ đập cái nhà này xong rồi mình sẽ chia sẻ các bạn ngọc và cái cách gắn ngọc, cái phù hiệu và cái lối lên đồ của vị tướng Ngộ Không nha nè, để mạnh nhất trong cái mùa này luôn á. Về bản ngọc chuẩn Ngộ Không mùa mới này thì anh em sẽ dùng bản ngọc sát thương chí mạng như sau nha. Hãy thì mình sẽ gắn lại cho anh em xem. Đầu tiên ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn đó là ngọc tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng 3.6%, gắn 10 viên cho mình. Tỷ lệ chí mạng là 0.7 và sát thương chí mạng là 3.6% nha anh em. Về ngọc tím á, thì anh em sẽ dùng đó là 7 viên tốc đánh tốc chạy nha, 7 viên tốc đánh tốc chạy, 7 viên tốc đánh tốc chạy và 3 viên hút máu cho mình, 3 viên hút máu. Mùa trước là mình gắn cái ngọc này là ngọc máu với lại ngọc tỷ lệ chí mạng luôn đó anh em ạ. Nhưng mà mùa này thì mình sẽ định chuyển đổi qua tới cho này một tí để Ngộ Không nó cơ động hơn. Về ngọc lục thì anh em sẽ gắn công vật lý và xuyên giáp 10 viên, công vật lý 0.9 và xuyên giáp 6.4 10 viên cho mình. Thì sau khi gắn ngọc thì anh em sẽ có cái bản ngọc sát thương chí mạng đó là công vật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 7%, xuyên giáp là 64, hút máu là 4.8%, sát thương chí mạng là 36%, tốc chạy là 7% và tốc đánh là 7% nha anh em. Đấy, về cái phù hiệu của Ngộ Không thì anh em sẽ dùng cái phù hiệu đó là ma tính. Đầu tiên ở mình nhánh đầu thì anh em sẽ chọn cái vực hỗn mang và chọn cái lướt tăng sát thương cho mình, và chọn cái thứ hai là chọn cái cường công, và cái thứ ba là chọn cái ma tính. Thì cái ma tính nó phù hợp với Ngộ Không ở cái sau khi tung chiêu á, thì chiêu cuối á thì lập tức sẽ dỗm các cái chiêu khác. Đấy, thì Ngộ Không thì anh em biết rồi, đánh chiêu thức rất là nhiều. Dòng dưới á, thì anh em sẽ chọn cái tháp quang minh và chọn cái tăng sát thương. Cái tiếp theo là anh em sẽ chọn cái tháp quang minh và chọn cái chí mạng cho mình nha, để nhận thêm 16% chí mạng và thêm 8% công phép từ trang bị nha anh em. Đấy, đây là cái phù hiệu của Ngộ Không. Về cái trang bị của Ngộ Không á, thì đầu tiên Ngộ Không đi rừng á, thì anh em sẽ lên cây kiếm tri hồn.
Tiếp theo cái món thứ hai thì anh em sẽ lên cái dạy kiên cường. Món thứ ba là anh em sẽ lên cái thánh kiếm để tăng cái 100 công vật lý và cái tỷ lệ chi mạng với sát thương chi mạng nó tăng lên. Món thứ tư thì anh em sẽ lên cái song đao bảo táp để tăng tốc đánh và cái tỷ lệ chi mạng. Món thứ năm thì anh em sẽ lên cái thương xuyên phá nha. Rồi món cuối cùng thì anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh. Hãy có mẹo mà đánh ngộ không thì anh em sau khi lên nửa cái mảnh kim rừng á, thì anh em lên nên lên cái găng tay này này, găng tay chi mạng, lên bốn cái găng tay trước cho mình. Giống như là anh em lên cái tỷ lệ chi mạng cho ngộ không trước á. Đấy, thì mình vừa mới chia sẻ cái bảo ngọc, cái phù hiệu và cái lối lên đồ của vị tướng ngộ không. Chúc anh em xem clip vui vẻ, và nếu thấy mình chia sẻ nhiệt tình á thì anh em bấm đăng ký kênh giúp mình nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ.